cá béo ngậy luôn các bạn, rất là ngon. Sẽ giới thiệu cho các bạn một món mới nữa, đó là trứng cá tuyết của Nhật. Và cái món này là cái món đặc sản của Nhật đó các bạn. Khi mà các bạn đến Nhật thì các bạn nên ăn thử món này cho biết nha. Món này rất là nổi tiếng của Nhật. Thì cái hộp này là mình mua ở trên trang Yahoo và nó ship về nhà mình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn coi ha. Và mình sẽ trang trí một chút xíu cho cái món ăn của mình nha các bạn. Khi mình mua thì nó để cho mình nguyên một cái hộp như vậy. Giờ thì mình sẽ mở ra. Thì nó cũng giống như là đợt trước á, mà mình mua trứng cá hồi đó các bạn. Thì nó cũng có một lớp bao ni lông giống như vậy nè. Nè các bạn thấy trứng cá trông nhìn ngon ghê không? Đó. Các bạn thấy không? Ở ngoài đây là có nguyên một miếng bao ni lông ha. Bây giờ mình sẽ mở lớp bao ni lông ra ha. Các bạn thấy trứng cá ngon ghê không? Rồi bây giờ mình sẽ trang trí cơm một chút xíu nha các bạn. Thì hôm nay mình ăn cơm có trứng cá tuyết nha các bạn. Có một miếng tàu hũ. Và ở trên thì mình có cá bào. Một chút nữa mình sẽ rưới nước tương lên ha. Các bạn, bây giờ mình sẽ ra rưới nước tương lên trên tàu hũ này ha. Một chén súp miso shiru ha các bạn ha. So, lá shiso hay còn gọi là lá tía tô xanh của Nhật đó các bạn. Thì như người Nhật người ta ăn như thế này nha các bạn. Đầu tiên thì người ta sẽ để một cái lá lên, lên trên cái cơm ha. Đó các bạn thấy ngon không? Trưa nay thì mình sẽ ăn hai miếng luôn nha các bạn. Đó mình sẽ bỏ cho trong trứng cá nha các bạn ha. Cơm của mình hôm nay gồm có trứng cá tuyết, rong biển, lá shiso và một ít hành lá nha các bạn. Mình sẽ rưới thêm một ít nước tương lên nữa. Cơm mình mới vừa trang trí xong. Mình mời các bạn ăn cơm trưa với mình nha. Thì cái trứng cá tuyết này là cái trứng cá nó muối. Nó muối chung với lại, nó muối với lại muối với lại ớt cho nên nó rất là cay các bạn. Khi mà các bạn mua trứng cá này á thì các bạn cũng nên nhìn ở ngoài cái bao bì nó có ghi cấp độ cay ngoài đó nha các bạn. Có nhiều loại nó cay mà muốn rớt lưỡi luôn đó các bạn. Hồi nãy mình có thử một miếng cái này cũng cay lắm. Mình mời các bạn nha. Thì khi mà ăn trứng cá này thì nó cái vỏ của trứng cá ngoài nó mỏng các bạn. Mình mời các bạn nha. Bên trong cái trứng cá này các bạn, nó có rất là nhiều trứng cá nhỏ li ti các bạn. Đây là một cái thanh dài của cái trứng cá thôi và bên trong nó có rất là nhiều trứng cá nhỏ nha các bạn.
nay mình ăn cơm trễ quá. Hai rưỡi chiều mình mới ăn cơm. Mình vẫn làm công chuyện, giờ này mình đói quá trời đói luôn. Mà thông thường đói ăn cơm ngon lắm mấy bạn, đúng không? Mời mấy bạn nha. Trứng cá béo ngậy luôn các bạn, rất ngon. Nó xịt trứng cá ra. Cay quá. Mình mua loại nó hơi bị cay. Cái này để tối mình ăn cơm. Hôm nay trưa nay mình ăn hai trứng dài thôi. Hôm nay giới thiệu cho các bạn món này. Ở Việt Nam có bán rồi đó các bạn. Món này ở Nhật bây giờ nó xuất khẩu rất là nhiều nước, các bạn mua ăn thử nha. Cay quá. Video của mình đến đây cũng là đã kết thúc rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo. Đừng quên bấm like và đăng ký để có thể nhận được những video clip mới nhất nha. Cảm ơn tất cả các bạn.